Bị sâu răng nhiều năm nay và được bác sĩ chỉ định điều trị tủy. Nhưng thay vì đến cơ sở y tế, người phụ nữ này lại chọn bài thuốc bắt con sâu răng qua mắt. Vì tôi thấy nhiều người dân người ta cũng kháo nhau, người ta bảo là chắc là nó cũng phải có thuốc thần y ấy, nên là thôi thì tôi cũng cứ đi đấy, thử tin một lần xem. Nhưng mà về thì cũng không thấy đỡ. Thì tôi bảo chẳng biết sâu hay bọ mà chẳng thấy đỡ cái gì mà cũng cứ vẫn đau. Thì theo như tôi nghĩ là chắc là cũng chỉ là lừa bịp đấy thôi. Cô bảo cô lấy con sâu. Thế có thấy đỡ đau răng hơn thế nào không? Có hơn. Không khỏi, nhưng vì được truyền miệng, một số người coi đây là bài thuốc thần kỳ được điều trị bởi một thần y nên tò mò thử nghiệm. Chỉ với vài giọt dung dịch màu đen và búp tre non, con sâu răng nhanh chóng được lấy ra từ mắt người bệnh. Bài thuốc của chị Thúy được áp dụng cho hết người này đến người khác. Thế nhưng khi cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất thì người này lại liên tục phủ nhận. Không thể nói là mình không có cái nặng gì được. Thời điểm là kiểm tra là có. Có người ở đây đang làm các công ở đây. Em đâu có phải gì cả. Có làm gì có khách em. Làm gì có ai, chỉ có mấy người quen ở công ty thôi. Trong bác viết cái biển quảng cáo ấy. Thường trong là ngõ khác ấy mà. Cháu chẳng cần biển, cháu cũng đông khách rồi, chẳng có thời gian mà làm. Thứ nhất đây là chị tự làm hay là chị mua ở bên thứ ba? Cái này là em tự làm. Chị làm ra như thế nào? Em chỉ có lấy lá em đun lên thôi. Lá gì? Lá tía tô ạ. Lá tía tô đun lên. Em ngửi thấy như mùi hình nước là tía tô hay sao không? Không vào đường mắt à? Nhỏ là tía tô vào đường mắt à? Đấy thôi, lấy lá nước vớ vẩn. Nhờ thì em giúp thôi chứ em cũng chẳng mở, tự chẳng mở cái gì cả. Thì cháu lấy 250 người. Bác 250 đấy chứ. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình nghe được cái thông tin là chị khám chữa bệnh ở đây ạ. Chưa nghe thấy thông tin. Tôi thấy hành vi này thì rõ ràng là nó không đúng theo quy định pháp luật rồi. Tôi thấy như này là nguy hiểm. Sơ sẩy một chút thôi ảnh hưởng đến con mắt của người khác là không được. Có cái dấu hiệu của cái việc là mình khám chui. Rõ là hoạt động lén lút nên chính quyền cũng chẳng hay biết. Bởi chị Thúy chỉ tiếp nhận số lượng bệnh nhân có giới hạn và làm ngoài giờ hành chính. Chưa bàn đến hình thức và quy mô hoạt động, nhưng quy trình chữa bệnh lạ đời này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cái này chúng tôi đánh giá chắc chắn đây không phải là sâu. Có lẽ là nó làm những cái tơ huyết hoặc cái dịch tiết gì ở trong mắt thôi. Và khi mà nhỏ cái dịch kia thì nó kích ứng mắt và mắt tiết ra những cái đấy thôi. Và người này cũng không cung cấp được bất kỳ cái chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động nào. Chúng tôi đã tiến hành thu giữ 2 chai lọ đựng những một số cái dung dịch không rõ, chấm dứt ngay lập tức bất kỳ những cái hoạt động nào liên quan đến hành vi khám chữa bệnh nào tại cơ sở. Đây là đầu tiên tôi nghe, tôi xem và tôi được biết là dự phòng sâu răng lại bằng đường mắt có rất phản khoa học. Cái vấn đề phòng lây nhiễm là không có. Sâu răng theo cơ chế hóa học chứ không phải là theo cơ chế sinh học là có con sâu nó ngậm nhấm như là tầm ăn dâu ấy là không hề có. Nhỏ vào mắt mà cái dung dịch không đâu có kiểm chứng còn ảnh hưởng đến thị lực. Như vậy, chẳng có con sâu răng nào cả. Và phương pháp bắt sâu răng qua mắt thì vẫn chưa được kiểm chứng. Lạm dụng các bài thuốc dân gian không rõ nguồn gốc, đánh cược sức khỏe vào tay những ông lang bà mế thì rủi ro là rất khôn lường.